Rồi em chào NTK ha, em chào cô chú anh chị nha. Hôm nay nhà vườn Quang Lê bonsai tiếp tục lên giao lưu với anh chị một số bonsai để bàn cây to cây nhỏ đều có nha anh chị. Số điện thoại em là 097 nha, 612 9153, số em thường dùng Zalo anh chị. Em ở Hỷ Tấn Châu Đốc Bến Tre nha. Rồi em tiếp tục qua mã số 1 cho anh chị. Rồi mã số 1 của em là một cây tùng Đài Loan em ghép tùng kim cương nha. Đó, Đài Loan ghép tùng kim cương, cây đường thân co lắc rất là dài nha anh chị. Dáng long ha. Rồi em tiếp tục vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Này củ bệ đẹp lắm chị. Hoành củ 33 ha, hoành củ 33. Hoành thân 10 cm, cao từ miệng chậu tới ngọn là 45, tàn rộng nó 50. Rồi mã số 1 này em giao luôn chị mình là 1.300.000, 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship cho chị mình. Mã số 1 là cái tùng Đài Loan ghép tùng kim cương nha, lá rang ra lọc non rất là đẹp nha chị. Đường thân thì em sửa từ nhỏ tới lớn ha, đường thân co lắc rất là đẹp ha. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship cho chị mình. Mã số 1 là cái tùng Đài Loan ghép tùng kim cương nha. Cái này già cây lắm chị. Rồi hôm nay em có lô tùng nhỏ nhỏ về đẹp lắm nha chị. Hôm nay có 7-8 cây nha. Rồi em tiếp tục lên mã số 2 nha. Rồi mã số 2 em cũng là một cây tùng Đài Loan ghép tùng kim cương nha anh chị. Ở quay vòng nữa em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Này em có lô 7-8 cây rất là đẹp nha. Rồi này hoành cũ 22 ha. Rồi hoành thân cũng là 10 cm nha anh chị. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 42 ha. Tàn gọc của nó là 44 ha. Rồi mã số 2 này em cũng vô luôn chị mình là 1.300.000, 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 2 là cái tùng Đài Loan ghép tùng kim cương nha. Nó cái dáng lông rất là đẹp nha chị. Đường thân co lắc rất là đẹp ha. Cây nhỏ mà dài nha chị. Cây này ta nuôi vài tháng nữa là tàn rất là đẹp nha chị. Tùng lúc này cũng đang hot nha. Thứ này em cũng muốn trái hàng luôn rồi, muốn hết rồi. Rồi em tiếp tục lên mã số 3, mã số 3 em cũng là cái tùng Đài Loan cái tùng kim cương ha. Đường thân co lắc rất đẹp ha. Rồi tiến hành mở đỏ cái thước báo giá anh chị mình nha. Rồi em đo hoành vị trí chỗ này nha anh chị. Đó, ngay tăng chỗ này được 11 cm ha. Cao từ miệng chậu tới còn là 33. Tàn rộng nó là 40. Rồi mã số 3 này em vô lưu với anh chị mình cũng là 1.300.000, 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 3 là cái tùng Đài Loan cái tùng kim cương nha. Đó, cái này nhỏ mà nó dài nha chị, đường thân co lắc rất là đẹp ha. Tàn cũng mịn này nha chị. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 3 là cái tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. Củ đẹp nha chị, củ nở khỏe ha. Rồi em tiếp tục lên mã số 4 luôn. Mã số 4 em cũng là cây tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. Đó, cái hình thú nha anh chị, hình thú rất đẹp ha. Có cành em ghép rất là chuẩn nha. Em đo con thú được nhiều ha. Rồi quanh con thú được 33 nha anh chị, quanh thú 33 ha. Rồi quanh thân vị trí này em đo cũng là 10 cm nha. Cái lô nó có cỡ rồi của anh chị ơi. Cao từ miệng chậu cái ngọn là 40. Tàn rộng nó là 55. Rồi mã số 4 này em giao luôn anh chị mình cũng là 1.300.000. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 4 là cây tùng Đài Loan với tùng kim cương ha. Hôm nay em còn có 8 cây tùng nữa là hết luôn anh chị. Ăn thứ này này cũng khó làm lắm. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã số 4 là cái tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. Đường thân hiểm sửa từ nhỏ tới lớn luôn chị, già cây lắm nha. Cây này thì tàn cũng rất là mịn nữa ha. Đây, em tiếp tục lên mã số 5. Mã số 5 cũng là cây tùng Đài Loan với tùng kim cương anh chị. Cây này em ghép mùi rồi ha. Ok, cốt cành nó già hơn nha. Em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Hoành thân được 11 cm nha anh chị, hoành thân 11 cm ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 42. Tàn rộng của nó là 62. Rồi mã số 5 thì em giao luôn anh chị mình là 1.400.000 nha. 1.400.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã số 5 là cái tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. 1.400.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Cái này dáng rất là đẹp anh chị. Cái này cốt cành thì dài ha. Cây rất là mịn luôn. 1.400.000 bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã số 5 là cái tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. Cây này dáng rất là đẹp anh chị. Đang ra lọc non rất là đẹp ha. Rồi em tiếp tục lên mã số 6 luôn nha. Mã số 6 cũng là cái tùng Đài Loan ghép tùng kim cương ha.
À, em quay vòng nó em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Cây này đế đều nha anh chị, cụ bệ rất là to nha. Ở cái này hoành cụ đế tới 40 nha anh chị, hoành thân cũng là 10 cm ha. Một lô nó có một cỡ cỡ của chị. Rồi chiều cao từ bên trong nó còn là 39 ha, tàn rộng của nó là 60 nha. Rồi mã số 6 này em vô luôn chị mình cũng là 1.300.000, 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 6 là cái trùng Đài Loan ghép trùng kim cương nha. Rất là già cây, nhỏ mà nó già, cây này đế đẹp anh chị. Đế bỏ điều ha, củ bệ rất là đẹp luôn. 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 6 là cái trùng Đài Loan ghép trùng kim cương nha. Em tiếp tục lên mã số 7 anh chị, mã số 7 em cũng lột cái tùng này lon cái tùng kim cương ha. Nó này em có cái lô tùng này rất là đẹp anh chị ạ. Này cái lô tùng này nó làm hết hàng luôn. Và cái này hoành cũ được 20 anh chị. Hoành thân cũng là 10 cm ha, hoành thân sẽ gốc là 10 cm luôn nha. Cao từ miền trong tới còn là 45. Tàn rộng của nó là 50. Rồi mã số 7 này em vô luôn anh chị mình cũng là 1.300.000, 1.300.000 là bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã số 7 là cái tùng Đài Loan cái tùng kim cương nha. Già đường thân co lắc rất đẹp hết anh chị. Thì dáng lông nha. Cái này tàn cũng rất là mịn anh chị. Gan cây đọt nó là rất là đẹp anh chị. Cây đọt nó là đẹp. 1.300.000 là mình em bao chậu bao ship rồi chị mình. Mã số 7 là cái tùng Đài Loan với tùng kim cương ha. Rồi em tiếp tục lên mã số 8. Mã số 8 em là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha anh chị. Đó, cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây rất là quái nha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Cây thì già dữ lắm, già anh chị. Già quái nha. Rồi hoành đế nơm nó được 35 nha anh chị. Rồi hoành thân vị trí chỗ này em đo được là 17 ha. Cao từ miếng trọng tới ngọn là 52. Tàn rộng của nó là 59 ha. Rồi mã số 8 này em vô luôn chị mình là 1.700.000 nha. 1.700.000 là bên em bao chậu bao ship trộn chị mình. Mã số 8 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cốt cành dài nha chị. Rồi nó bị cháy miếng da chỗ này chút xíu nha chị, em đã xử lý ha, đang kéo cây rất là mạnh nha chị, không hành vấn đề ha. 1.700.000 bên em bao chậu bao ship trộn chị mình luôn ha. Cây này già đế rất là quái anh chị, dáng rất là đẹp ha. Quế mà kiếm dáng gì cũng hơi hiếm anh chị, lắc quá lắc luôn. 1.700.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Rồi em tiếp tục lên mã số 9 anh chị. Mã số 9 của em là một cây linh sam sung hinh, em ghép linh sam hoa thắng phất hồng nha, đang ra bông quá trời anh chị. Đó, cây này có cành già nha, cây này em ghép rất là lâu rồi nha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Và hoành cụ đế là 57 anh chị, hoành cụ đế 57, hoành thân của nó được 16 ha. Cao từ miệng chậu tới còn là 38 nha. Tàn rộng của nó là 75 ha. Rồi mã số 9 này em cho luôn chị mình là 1.500.000, 1.500.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã số 9 là cái linh sam sung hinh, em ghép hoa tán phất hồng nha anh chị. Nè bông nha anh chị, bông rất là đẹp ha. Đó, bông màu trắng phất hồng rất là đẹp nha. Đang gộ bông nha anh chị. Sam hoa tán phất hồng thì nó rất là xiên bông nha. Nó già đọt là ra bông nha anh chị. Bông cũng rất là thơm ha. 1.500.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Cốt cành rất là đẹp anh chị, cốt cành già nha. Một triệu 500.000 là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã số 9 là cái linh sam hoa thắng phất hồng ha. Rồi em tiếp tục lên mã số 10 nha anh chị. Mã số 10 của em là cây tùng Đài Loan ghép tùng kim cương ha. Đó, cây này rất là to nha anh chị. Cây này có cành già ha. Tàn rất là mịn ha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Cây này nay em treo giá cho chú anh chị mình chơi ha. Cây này hoành đế nó 1m2 nha anh chị. Hoành đế 1m2 ha. Hoành đế 1m2. Rồi cái hoành cũ vị trí này được là 67 nha anh chị. Hoành cũ đó cái vị trí 67 ha. Rồi hoành thân vị trí chỗ này được là 45 ha. Cây rất là to nha anh chị. Rồi cao từ miệng trọng tới còn là 95 ha.
Tàn rộng nó 1m1 nha anh chị. Rồi mã số 10 là mã số 10 em vô luôn anh chị, mình làm 13.500k em bó bò bao ship nha, cái tùng đài loan với cái tùng kim cương nha anh chị. 13.500 em bó bò bao ship ha. Cây rất là già, tàn rất là mịn nha anh chị. Cốt cành em đã cắt giật ha, cốt cành đẹp lắm anh chị. Hình thú nữa ha. Cây rất là to. 13.500k bên em bó bầu bao ship cho anh chị mình ha. Củ bưởi rất là đẹp nha anh chị. Nó bị cháy miếng da chỗ này một chút nha anh chị nè, bị cháy da chỗ này một chút xíu ha. Đó, cháy da chỗ này chút xíu, đang kéo ke vô gần bít rồi, gần đụng nhau rồi nha. Cốt cành thì rất là đẹp anh chị. Cái tên này nó cháy miếng da chút xíu để quay cho anh chị mình xem ha. Mười ba triệu 500k em bó bộ ship cho anh chị mình nha. Rồi quay vòng nữa, quay cái miếng trái da cho anh chị mình xem ha. Đây nè anh chị, cái trái da chỗ này một chút xíu nha. Đó, em dở cho anh chị mình xem ha. Nè, mình đang kéo ke vô anh chị, đang kéo ke vô ha, không thành vấn đề nha. Đang kéo ke vô ha. Đó. Rồi em tiếp tục lên mã 11 nha chị. Mã 11 em làm cái mai chứng hiển Google công dán thực quyền nha. Mai chứng hiển Google công dán thực quyền ha. Quen dòng nữa rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha. Rồi này hoành cũ nó là 67 nha chị, hoành cũ 67 ha. Rồi hoành thân chi tiết này 40 nha. Cao từ biển chậu nó còn là 68 ha. Tàn rộng của nó là 95 nha. Rồi mã 11 này em vô luôn chị mình là 11 triệu, 11 triệu là bên em bao ship cho anh chị. Đó, bao chậu bao ship cho anh chị mình mã 11 là cái máy hiển nuôi công dán thực quyền cốt cành già ha. Bên em đặt lá làm bông nha anh chị. Khoảng nửa tháng là ra đọt cái lá ra bông cho anh chị mình chơi luôn ha. Cái này già dữ lắm già anh chị. Lên san hô hết rồi nha. 11 triệu là em bao chậu bao ship toàn bộ cho anh chị mình. Cái 11 là cái máy hiển nuôi công dán thực quyền, nuôi là từ gốc lên tới ngọn nha anh chị. Nu dữ lắm nu, cái này dài lắm dài anh chị. Cốt cành lên san hô hết, nó còn cắt chút xíu xíu thôi, còn đã bít hết nha anh chị. Mã 11 này là cây mai hiển nu vào công nha anh chị, cây này luôn là 11 triệu, em bao chậu bao ship trong của chị mình ha. Dạ, cây lên san hô lắm chị. Em đặt lá ra cho nhìn cốt cành cho nó rõ ha. Rồi, em tiếp tục đến mã 12 nha. Mã 12 của em là một cây mai chứng hiển tung nu nha. Dán thực quân nhân nha anh chị. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha, để là 24 giờ nha anh chị. Cái này nu quá trời nu luôn, cái này hoành cũ đế của nó là 60 nha. Rồi hoành thân vị trí này 21 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 44 nha. Tàn rộng 65. Rồi mã 12 này em cho luôn chị mình là 3.200k, 3.200k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 12 là cái máy hỷ tung nu dán thực quân nhân, để 24 giờ nu là từ gốc lên tới ngọn nha anh chị. Quá xá nu luôn. Anh chị coi dàn nu của nó nè. Dữ lắm nu anh chị đó. Dán thực quân nhân, đường thân co lắc rất là đẹp ha. Đường thân co lắc anh chị, nu bên nào cũng nu anh chị, nu cục hết nha. 3.200k là bên em bao chậu bao ship tổ chị mình luôn ha. Cây này già cây dữ lắm chị. Tàn cũng rất là mịn nè.
Rồi em tiếp tục đến mã 13. Mã 13 của em là cây nguyệt quế lá sáng cung chùm ha. Cây hình thú đế 24 giờ anh chị. Em quay một vòng nó rồi tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Ở này hoành củ đế là 70 nha anh chị, hoành củ đế 70 ha. Rồi hoành thân vị trí này được là 28 nha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 45. Tàn rộng 75. Rồi mã 13 này em giao luôn chị mình là 4.200k, 4.200k là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 13 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha, cây hình thú cốt cành dài anh chị. 4.200k bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 13 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Nó bị cháy miếng da chỗ này chút xíu nha anh chị, nó đang kéo ke vô ha. Cây đang khỏe mạnh nha, đang kéo ke vô không hình vấn đề nha anh chị. 4.200k bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình cây nguyệt quế lá sắn chùm mã 13 nha. Cây này già cây lắm chị, cốt cành rất là chuẩn nha, làm cây rất là kỹ cho anh chị mình chơi. Rồi, em tiếp tục lên mã 14. Mã 14 em là cây mai chiến thị lá lớn như đen, cây thành phẩm nha anh chị. Cây này em đã xả dây hết rồi nha, cốt cành già ha. Cây này cốt cành như sumo hết rồi, đế là 24 giờ không còn mặt cắt là tỉnh cây nha anh chị. Cây này hoành củ đế là 50 nha anh chị, hoành củ đế 50, hoành thân 20. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 17 nha. Tàn rộng của nó là 42. Rồi mã 14 này em vô luôn chị mình là 5.500k, 5.500k là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã số 14 là cây mai thị lá lớn dây đen, đế 24 giờ cây thành phẩm nha anh chị. Đó, cây này lạc lá cũng lên san hô rồi nha, quay vòng nó nguyên cốt cành cho anh chị mình xem ha. Cốt cành chuẩn nha anh chị, cốt cành rất là lực ha. Cây này liền mà cắt hết cho anh chị, không còn mà cắt nữa từng cây nha, đế là 24 giờ ha. Cây này bao già bao đẹp cho anh chị mình chơi, 5.500k là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình luôn. Già cây lắm chị. Cây lùng lực nha, cây siêu lực luôn. Rồi em tiếp tục lên mã 15. Mã 15 của em là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây được củ huệ đế rất là đẹp anh chị. Rồi tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Củ huệ đế 24 giờ anh chị. Rồi quanh củ đế của nó là 64 anh chị. Cái eo nhỏ nhất em đo được là 21 nha, eo nhỏ nhất là 21. Cao từ chậu tới ngọn là 23. Tàn rộng của nó là 47 ha. Rồi mã 15 này em vô luôn chị mình là 2.800k, 2.800k là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 15 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Đế là 24 giờ, củ bệ rất là to. Ngọn rất là bóp, ngọn rất là đẹp anh chị. Dốc ngọn ha. 2.800k bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình cây nguyệt quế lá sắn bông chùm mã 15 nha. Cây này già đẹp anh chị. Cây này tương lai nha. Em làm kỹ rất là sạch nha. 2.800k bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình mã 15 là nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Rồi em tiếp tục đến mã 16. Mã 16 của em cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm, cây tược lắc. Nó cốt cành cây chữ bài anh chị, cây bài ha. Rồi tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình nha. Cây này rất là duyên dáng anh chị, rất là đẹp nha. Cây này hoành cũ của nó là 41 nha anh chị, hoành cũ 41 ha. Rồi hoành thân của nó vị trí này em đo được là 23 nha. Cây tật lắc rất là đẹp nha anh chị. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 22 ha. Tàn rộng 50 nha. Rồi mã 16 này em vô luôn chị mình là 2.500k, 2.500k là bên em bao chậu, bao ship cho anh chị mình. Mã 16 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Nguyên cây tược lắc hình củ bệ đế 24 giờ nha, củ đế 24 giờ. Nguyên cốt cành anh chị mình xem, cốt cành là chuẩn bài anh chị. Đó, cây này tương lai đi chơi luôn anh chị, nuôi chơi luôn nha, rất là đẹp ha. Rồi, để cho anh chị mình xem, chuẩn bài cây tược lắc luôn, rất là chót ngọn luôn. 2.500k là bên em bao chậu, bao ship cho anh chị mình. Mã 16 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Rồi em tiếp tục lên mã 17 nha. Mã 17 của em là cây mai chiến thị nu gò công nha anh chị. Đó, nu gò công ha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình ha.
Ở này hoành cũ nó là 42 anh chị, cũ đế nó là 42, hoành thân nó là 23 ha. Cao từ miệng chậu nó ngon là 19 nha. Tàn rộng của nó là 35 ha. Rồi mã 17 này em vô luôn chị mình là 2.900.000, 2.900.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 17 là cái máy hiển nuôi vào công lùng lực nha. Có cành như su ngô của anh chị. Nó bị miếng da chút xíu, chút keo nó đang kéo vô cần đụng, không có những đề anh chị. Nó mặt cắt chút xíu thôi nha, nó đang kéo keo vô nha. 2.900.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 17 là máy hiển nuôi vào công nha. Cái này dài lắm, dài anh chị. Dạ đẹp hơn. Rồi em tiếp tục lên mã 18 nha. Mã 18 em là cây mai chiến hỷ tung nu lục lực ha. Cái thành phẩm em đã xả dây hết rồi chị. Em tiến hành vào đo cái thước giá chị mình ha. Cái này về cắt tỉa ra bông là chơi nha chị. Dây là em đã xả hết nha. Cây hột nha, cây thành phẩm nha. Rồi bình thân 18 nha. Cao từ bình chậu tới ngọn là 20, tàn rộng 35. Rồi mã 18 này em vô lên chị mình là 1.400.000, 1.400.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 18 là mai chiến thị trung nu lùng lực cây hành phẩm, về cái cắt tỉa là chơi. Em là xả dây hết rồi nha anh chị, nu là cục cục ha. Nguyên gốc cành cho anh chị mình xem nha, nguyên cây tực lắc chứng bài nha anh chị. Cây này lạc lá ra dàn xương đẹp lắm anh chị, lạc lá làm bông luôn rất là đẹp nha. Đế cũng khá nha anh chị, đế cũ khá nha. Cây này mau lên còn đế nữa nha anh chị, đế nó còn xử lý được nha. 1.400.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 18 là may thị trung nu nha. Đó, cái này em đã xả dây sạch sẽ hết rồi. Rồi em tiếp tục lên mã 19 nha. Mã 19 em là cây nguyệt quế lá sắn bung chùm như anh chị. Đó, cây này đang rộ bông nha, quá sáu bông rồi. Bông nó rất là thơm như anh chị. Cây dáng hình thú rất là đẹp ha, rất là bóp nhọn nha, bóp nhọn rất là đẹp ha. Rồi này hoành đế nơm nó là 40 nha anh chị, hoành đế nơm 40 ha. Hoành thân của nó 16 nha anh chị. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 44 ha. Tàn rộng của nó là 47 nha. Rồi mã 19 em vô luôn chị mình là 1.900.000, 1.900.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 19 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Bông thì đang ra rất là gộ, bông nó rất là thơm nha chị. Đó, bông quá sáu bông luôn rồi. Đó, bông đang ra quá thứ khôn quá anh chị. Nguyệt quế mình thì bông nó rất là thơm nha. Nguyên cây hình thú. Hình thú rất là giót ngọn, rất là đẹp, dáng rất là đẹp anh chị. Đường thân co lắc rất là dẻo ha. 1.900.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 19 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha. Cây này chơi rất là đẹp anh chị, bông rất là thơm nha. Đang quá xa bông rồi, đang gộ bông. Em tiếp tục lên mã 20. Mã 20 của em lục cũng là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Cây này cốt cành cũng như sumo hết anh chị. Cây này em tiễn chọn không, hàng kỹ nha. Nó bình thân nè. Bình thân được 24 nha chị. Cũ thì rất là to nha, bình thân 24 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 31 nha. Tàn rộng 50. Rồi mã 20 này em cho luôn chị mình là 2.500.000, 2.500.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 20 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây thì cốt cành em đã cắt giật hết rồi nha. Bông thì hổm quá từ gỗ, đang lú lợi nữa chị, đang ra tái ra bông luôn nha. Hổm bông tàn và đậu tái, đang nhóm bông nữa. 2.500.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn chị mình. Mã 20 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Già cây lắm chị, cây này già nha. Đây, em tiếp tục lên mã 21 nha. Mã 21 của em là một cây ổi tàu nha anh chị, ổi tàu siêu tái ha. Quay vòng nữa em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Cái này hoành thân 13 nha anh chị, hoành thân 13 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 50 nha. Hôm tàn đó là 66 ha. Rồi mã 21 này em vô luôn anh chị mình là 1.700.000, 1.700.000 là bên em bao chậu, bao ship toàn anh chị mình. Mã 21 là kèo ổi tàu siêu tái nha. Dáng rất là đẹp, đế là đều luôn anh chị. Đế rất là đều ha. 1.700.000 bên em bao chậu, bao ship toàn anh chị mình. Mã 21 là kèo ổi tàu siêu tái nha. Đế rất là đẹp anh chị, đường thân dán cũng bay bay anh chị, dán bay bay đổ xuống nha.
ẩm quá tại trái này hết mùa nha chị. Rồi, 1 triệu 700k bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình mã 10-21 là gạo tàu siêu trái ha. Rồi em tiếp tục lên mã 22. Mã 22 của em là cây linh sam song hinh bông màu tím nha chị. Nguyên dòng nó em tiến hành vào đó kết thúc báo giá anh chị mình ha. Cây này đường thân co lắc rất là đẹp nha chị. Rồi hoành thân sẽ góc chỗ này vị trí này được 30 nha chị. Cao từ biên chậu tới ngọn là 34 ha. Tàn rộng của nó là 62. Rồi mã 22 này em cho luôn chị mình là 1.400k nha. 1.400k là bên em bao chậu bao ship tổ anh chị mình. Mã 22 là linh sam song hinh bông màu tím nha chị. Cây này già cây ha, tàn cũng rất là mịn nha. 1.400k là bên em bao chậu bao ship tổn chị mình. Mã 22 là cái linh sam song hinh bông màu tím, dáng rất là đẹp. Một triệu 400k là bên em bao chậu bao ship tổn chị mình. Mã 22 là cái linh sam song hinh bông màu tím ha. Cái này già cây lắm nha chị. Rồi, em tiếp tục đến mã 23. Mã 23 của em là cái mẫu đơn sen nha. Mẫu đơn sen Thái nha anh chị. Đó, bông hề đen ga rất là đẹp ha. Em tiến hành vào đo kết thúc báo giá anh chị mình nha. Cái này đế đều nha anh chị. Bình thân của nó được 12 nha anh chị. Bình thân 12. Cao từ biển chậu tới ngọn là 24. Tàn rộng của nó là 36 ha. Rồi mã 23 này em vô luôn chị mình là 850k. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 23 là cái mẫu đơn sen nha. Sen Thái thì cái bông nó rất là đẹp gì, cái bông nó như thế này ha, bông nó rất là đẹp nha. Chùm bự to. Bông nó nhuyễn hơn tan thường mình ha. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 23 là cái mũ đơn sen Thái nha. Rồi em tiếp tục lên mã 24. Mã 24 em một cây mai chiến thủy nua công, cây lùng lực đế 24 giờ nha. Em mang dòng nó em tiến hành vào đâu kết thúc báo giá anh chị mình ha. Đế là 24 giờ luôn chị, cây này già lắm nha. Rồi cái này hoành thân vị trí này được 14 nha anh chị. Cao từ bên trong nó còn là 20 ha. Tàn rộng của nó là 37 nha. Rồi cây này em giao lưu anh chị mình là 1.500k. 1.500k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 24 là cây mai chiến thủy nua công nha. Cây này già cây nha chị. Các bạn cho chị mình xem. Cây rất là đẹp nha. Đế là 24 giờ nha. Cây này già cây dữ lắm nè. Rất là già cây ha. 1.500k. Bên em bao chậu bao ship của chị mình. Má 24 là may thì nuôi vào công. Cây để bàn rất là già. Rất là đẹp cây luôn. Đây, em tiếp tục mã 25. Mã 25 của em là cây mai chiến thị lá lớn da đen anh chị, nó cây cực lắc ha. Rồi em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Rồi cái này hoành cũ 35 anh chị, hoành cũ 35, hoành thân vị trí này được 13 ha. Cao từ miệng chậu tới còn là 19 nha. Tàn rộng của nó là 35. Rồi mã 25 này em vô luôn anh chị mình là 850k. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 25 là mai chiến thị lá lớn da đen nha. Tàn cốc cành cũng già lắm anh chị, tàn rất là mịn ha. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Cây để bằng trà rất là đẹp anh chị. Nghiêng bên đây cho anh chị mình xem luôn ha. 850k bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 25 là mai chiến thủy này, dòng máy thì nó lớn như đen nha anh chị. Nhỏ bên già cây ha. Rồi em tiếp tục lên mã 26. Mã 26 là một cây tùng Đài Loan với tùng kim cương nha. Cây này đường thân co lắc là đẹp ha. Em tiến hành vào đó kết thúc báo giá anh chị mình nha. Cái này hoành thân 9 cm nha chị. Hoành thân 9 cm. Cao từ bên chậu tới ngọn là 40. Tàn rộng 50. Rồi mã 26 này em vô luôn chị mình cũng là 1.300k. 1.300k là bên em bao chậu bao ship tận chị mình. Mã 26 là cái tùng Đài Loan ghép tùng kim cương nha. Mấy cây này đường thân co lắc rất đẹp chị. Nhỏ mà nó già. Mấy cây này dài lắm. Em nuôi lâu rồi. Em nuôi tùng sọt rất là lâu rồi. Mới ghép tùng kim cương vô. 1.300k là bên em bao chậu bao ship tàu ở trên chị mình chơi luôn. Cái tùng này lon cái tùng kim cương nha.
Rồi em tiếp tục lên mã 27. Mã 27 của em là cây sam hương nha. Sam hương Đài Loan nha anh chị. Cây quái ha. Cây quái rất là quái luôn. Rồi em tiến hành vào đo kích thước báo giá anh chị mình ha. Cây này em đo hoành thân, chắc đo cái cổ này đi nha. Cổ nhỏ nhất cho nó dễ ha. Rồi hoành thân vị trí này được 11 cm nha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 30. Tàn rộng của nó là 29 ha. Rồi mã 27 này em giao luôn chị mình là 850k. 850k bên em bao chậu bao ship toàn chị mình. Mã 27 là sam hương nha, sam hương Đài Loan. Lá thì nó rất là thơm nha chị. Mặt cắt nó kéo bích thích nha chị. Mặt cắt nhìn thấy cưng lắm, kéo bích thích tơn rồi nha. Không còn mặt cắt luôn, nó kéo bích luôn rồi. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 27 là sam hương Đài Loan ha. Rồi em tiếp tục lên mã 28. Mã 28 em cũng một cây linh sam hương Đài Loan nha. Sam hương Đài Loan ha. Rồi em tiến hành vào đo kích thước của giá anh chị mình nha. Mấy cây này quái quái không anh chị ạ? Rất là quái ha. Rồi quanh thân vị trí này em đo được là 15 nha. Cao từ bên trong tới còn là 27 ha. Tàn rộng 35 ha. Rồi mã 28 này em vô luôn chị mình cũng là 850k. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 28 là của sam hương nha. Mấy cây này liền mặt cắt hết anh chị. Không còn mặt cắt là từng cây nha. Cây này cốt cành hoa nhạo rất là đẹp ha. Cây này rất là quái luôn, để bàn rất là đẹp đúng không chị. 850k là bên em bao chậu bao ship cho anh chị mình. Mã 28 là sam hương Đài Loan nha. Cây già cây lắm anh chị. Giá rất là đẹp. Rồi em tiếp tục lên 29 nha. 29 của em một cây mai chiến thủy tung nu vị quý nha. Cây hành phẩm nha chị. Cây này còn mấy cọng dây thôi ha. Cây này xả dây luôn dùm em được rồi. Còn mấy cọng thôi. Đế bỏ điều rất đẹp. À, cây này hoành thân vị trí này được là 16 anh chị. Hoành thân vị trí này được 16 nha. Cao từ biển chậu tới còn là 30 ha. Tàn rộng là 55 nha. Rồi mã 29 này em giao luôn chị mình là 2.200.000, 2.200.000 là mình em bao chậu bao ship cho chị mình. Mã 29 là mai chiến thị trung nuôi nhị quý. Bông nó xiên bông lắm chị, bông có thơm dữ lắm, thơm nha. Rồi, nguyên cốc cành chị mình xem, cốc cành già cây lắm. Cây này chắc về bữa em lặt lá cho ra bông cho đẹp. Lặt lá là ra đọt ra bông nha anh chị. Nguyên bữa nay cho anh chị mình xem ha. Cây lặt lá lên sân hô hết anh chị. Dạ cây dữ lắm nha. Không còn mà cắt là từng cây nha. Quay từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới cho anh chị mình xem cho nó rõ nét ha. 2.200.000 mình em bao chậu bao ship cho anh chị mình luôn. Rồi em tiếp tục lên mã 30. Mã 30 của em là cây xanh miền Tây, em ghép xanh năm điền anh chị. Đó, mã 30 là cây xanh này, cây này cây cuối lai nha. 30 là cây cuối lai ha. Em cho em vòng hai vòng nữa em tiến hành vào đo cái thước báo giá anh chị mình nha. Cây xanh này cốt cành già, đế đẹp anh chị, đế đều luôn nha. Quỳnh đế là bích cái chậu luôn, em không có đo đế. Rồi quỳnh thân vị trí này em đo được là 45 ha. Cao từ miệng chậu tới ngọn là 78 nha. Tàn rộng của nó 1 m ha. Rồi mã 30 này em vô luôn chị mình là 3.800.000, em bó bầu bao ship nha. Cây xanh miền Tây em ghép xanh năm điền nha quý chị. Nó cốt cành thì lực như sumo hết rồi nha. Nó đường thân co lắc rất là đẹp ha. Cây này bao già bao đẹp chị mình luôn. Xanh miền Tây em ghép xanh năm điền nha. Đó, cây 30 là cây cứu lai anh chị. 3.800.000 là bên em bó bầu bao ship cho anh chị mình ha. Cây này già cây lắm chị. Rất là già cây. Đế đều, đế 24 giờ luôn. Các anh chị xem cái đường thân nó đẹp dữ lắm anh chị. Rất là đẹp cái đường thân, cốt cành này rất là to nha. Cốt cành em ghép nó lâu lắm rồi. Quái. 3.800.000 là em bó bầu bao ship. Mã 30 là cái xanh miền Tây em ghép xanh năm điền ha. Rồi em cũng xin kết thúc live tại đây nha anh chị. Em mong chú anh chị mình vô xem live và ủng hộ nhà vườn em á. Em cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi em xin kết thúc live tại đây nha anh chị.